Cá hổ nuôi phong đen có phải 90% đều hỏng mắt phải không bạn? Hả? Anh Vũ Việt Trì. Ok, hello mọi người ha. Thì clip ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề là cá hổ bị đục mắt. Và cũng như là sẽ chia sẻ mọi người chúng ta về đặc tính của con hổ một chút xíu nha. Sẽ có anh em chúng ta rất là nhiều người chưa có hiểu đặc tính của con hổ. Thì sẵn đây em sẽ làm clip về hổ và sẵn chia sẻ mọi người chúng ta luôn ha. Thì đầu tiên vấn đề là con hổ có phải là nuôi trong cái phong đen á, thì 90% tất cả những con hổ đều bị đục mắt hay không? Thì cái này á, thì theo em thấy nha, tức là theo quan điểm cá nhân, thì có thể nhớ anh em là chúng ta có một cách nhìn khác gì đó thì chúng ta sẽ có cái suy nghĩ khác. Đầu tiên thì mọi người chúng ta biết là cá hổ này xuất xứ ở Indo, là Việt Nam mà đa số là chơi hổ Indo ha. Còn như ở Việt Nam mình là có dưới sông mình là cá hổ bạc, thì cái đó thì cũng chẳng ai quan tâm tới nó đục mắt hay không đâu, tại vì nó là cá thịt mà. Đó, còn cá Indo thì người ta làm chơi cá kiển nhập Indo. Thì mọi người chúng ta biết là nó bản địa nó sống ở dưới sông. Sông nó sẽ sống ở trong những cái hang hốc, những cái hốc cây, những cái gọi là đống trà đó. Việt Nam mình hay gọi là đống trà đó. Thì để dưới sông như vậy thì những con hổ này là những con hổ nó sẽ núp ở trong hang hốc cây đó để mà nó săn mồi. Thì mọi người chúng ta biết là sông ở Indo thì nó cũng không có trong. Đó, thì ở dưới đáy sông thì hầu như ánh sáng chiếu từ trên mặt trời chiếu xuống thì nó cũng không có xuyên được qua tới đáy hồ đâu. Thì tức là cái môi trường đó nó còn tối hơn cái môi trường mà phong đen của mình nữa. Nó phong đen của mình tuy là cái hồ mình đã dán phong đen hết đi, nhưng mà dù sao nó cũng có ánh sáng, mình có mở đèn. Thì đó không phải là nguyên do là ở trong phong đen thì con hổ nó bị đục mắt. Tại vì những con hổ bắt ở dưới sông lên thì hầu như mắt nó rất là trong, rất là đẹp. Đó, thì chúng ta sẽ loại trừ được cái vấn đề là nuôi phong đen sẽ làm được cái, sẽ làm cho con hổ mình nó bị đục mắt mọi người ha. Rồi, thì em sẽ nói sơ qua những cái vấn đề liên quan tới vấn đề đục mắt của cá hổ. Là những nguyên nhân thứ nhất, là đầu tiên là cái môi trường nước là cái môi trường mà cực kỳ quan trọng nhất. Tại vì nó, con hổ nó sống ở trong nước hay là tất cả những con cá khác cũng như vậy, mọi vấn đề xuất phát thì đa số là do nước. Tức là cái nước của mình nó không ổn, hoặc là nước của mình có nhiều clo quá mình không xử lý được trước khi mình cho vào trong hồ. Rồi cái nước của mình quá tệ. Đó, thì giống như đi, mời chúng ta cái môi trường xung quanh của mình đi, cái môi trường mình bị ô nhiễm, nấm mốc ẩm các thứ thì mình sẽ rất là dễ bị nấm. Ví dụ môi trường nước, con cá nó đang sống tệ quá thì cái con mắt là cái nơi mà rất là nhạy cảm. Thì con cá hổ nó cũng như vậy thôi. Thì nó, nếu mà cái nước của mình nó không ok nè, nước dơ quá nè, nước bị clo quá, hay là những cái tạp chất, những cái chất gì đó cặn bẩn dơ quá, nó sẽ làm cho mắt có hổ bị đục. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cái này anh em chúng ta ai cũng biết ha. Mình suy nghĩ cái là mình biết liền. Mình cải thiện cái môi trường nước sạch sẽ trong lại thì con cá của mình nó sẽ, mắt nó sẽ trong là chuyện đương nhiên rồi. Còn một cái nguyên nhân nữa mà những người, đa số những người chúng ta đã chơi hổ rồi, chơi hổ nhiều, chơi hổ cộng đồng rồi, thì chúng ta sẽ biết được là một cái bầy hổ á, thì mình nuôi chung như vậy, cá hổ là một cái loại cá săn mồi và nó rất là dữ, và cũng như là nó sẽ có tính cạnh tranh rất là mạnh. Ví dụ một đàn hổ mà mình nuôi bầy như vậy, thì khi mà ai đã từng nuôi hổ cộng đồng rồi, mình sẽ thấy là cá hổ nó tranh mồi nó rất là hung. Đó, thì ví dụ như một con cá chép đi, ở giữa đi, hai con nó đều muốn ăn, thì khi con này nó sẽ táp và khả năng nó sẽ trúng vào cái mặt, cái miệng hay là cái mắt của con cá kia. Đó là chuyện rất là thường xảy ra. Giống như mọi chúng ta thấy đây, cá rồng đi, cá rồng cũng vậy, trước cái miệng cá rồng là cái cặp râu. Đó, thì đối với những anh em chúng ta nuôi cá ao, cá hồ hay là cá cộng đồng, thì mọi chúng ta thấy nè, khi mà cá rồng nuôi cộng đồng á, nó mà táp mồi nó ăn giành nhau thì khả năng đứt râu con kia là chuyện rất là thường xảy ra. Đó, thì cá hổ cũng vậy, cá hổ mà nuôi một bầy chung á, thì tại vì khi con cá hổ nó táp mồi, nó không phải là đưa lại gần nó táp, mà nó đứng từ xa nó thò cái mỏ nó ra nó táp cái mồi, thì như vậy thì trúng vào mắt con cá hổ khác là chuyện rất thường xảy ra. Đó, cho nên là anh em chúng ta đã từng nuôi hổ cộng đồng rồi, chúng ta sẽ thấy vấn đề này, chúng ta sẽ để ý con cá hổ nó ăn, thì chúng ta sẽ biết được là nó sẽ rất là dễ bị đục mắt mọi người nha. Đó là hai nguyên nhân mà lớn nhất em thấy có thể. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là khi mà chúng ta mình vận chuyển, mình bắt cá hổ đó, thì thường đa số tất cả là chúng ta phải dùng vợt, tại vì con cá hổ nó rất là mạnh, rất là dãy, rất là dữ luôn. Thì khi mà mình bắt nó, bắt bằng vợt chứ bắt bằng tay thì không được ha, bằng bao thì càng không được, lùa vô bao nhiêu cá rồng thì cũng càng không được luôn. Cho nên là đa số nó bắt bằng vợt. Mà cái mắt cá hổ á, là khi bắt vô vợt thì cái mắt của nó sẽ trực tiếp
chạm vào cái lưới của cái vợt đó. Đó thì cái lưới, thường thường những cái lưới đó như bắt cá nó sẽ rất là dễ làm cho mắt cá hổ bị đục, bị chày ha. Khi mà nó bị chày bằng lưới, bị tác động nhẹ từ bên ngoài, ví dụ như lưới hay là nước đi, thì nó sẽ đục từ bên ngoài. Còn khi mà cá hổ nó giành ăn, nó đánh nhau thì thường nó sẽ bị đục từ bên trong. Và nếu như đục từ bên ngoài, những nguyên nhân đục từ bên ngoài ví dụ như lưới hay là do nguồn nước thì mình có thể xử lý bằng thuốc được, bằng muối, bằng thuốc, bằng sưởi đó, thì nó sẽ xử lý được để phục hồi con cá, nó phục hồi lại được ha. Còn đối với mà cá hổ đánh nhau bập hay là cá hổ đánh với cá rồng thì nó cắn nhau vậy thì thường nó sẽ bị đục ở bên trong, mà đục bên trong thì hầu như là không chữa được nha mọi người nha. Cái cơ quan mà rất nhạy cảm là cái mắt của cá hổ thì nó cực kỳ nhạy cảm, nhưng mà chữa nó đục từ bên trong thì hầu như là rất là khó và không chữa được nha mọi người ha. Đó cho nên là chúng ta lưu ý những vấn đề đó. Còn tiếp theo là cái vấn đề đặc tính của cá hổ. Đó, ở đây em có một con hổ than. Hổ than. Con này là 4 sọc chuẩn nha mọi người nha, con này là hơn 30 cân rồi. Đó. Thì quay lại cái câu chuyện ban đầu em giới thiệu với chúng ta, ở trong clip này sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là nói về đục mắt của cá hổ, cái thứ hai nói về màu sắc của cá hổ nha, đặc tính của cá hổ là màu sắc. Mọi người chúng ta thấy là con này giống như là không có một cái sọc gì hết, nhưng thật ra nó là cá hổ 4 sọc nha. Nhưng mà cái con cá hổ có đặc tính của nó là không phải lúc nào nó cũng lên vàng hực. Em sẽ để một cái hình trên màn hình cho chúng ta xem. Đây là con hổ mà khi mà nó lên màu lên hết, nó sẽ rất đẹp, nền nó vàng và cái sọc của nó sẽ màu đen rất đẹp, nó giống như con cọp của mình á, con hổ đó. Đó, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng vậy và cũng không phải con nào nó cũng giống vậy. Cái sọc con này là 4 sọc chuẩn hết luôn, quấn 4 vòng luôn. Đó, lúc nó lên màu nó sẽ rất là đẹp luôn nha mọi người. Nhưng mà cái con này á, nó bị một cái là khi bỏ vô cái hồ này nó bị đen. Nó đen thùi lùi luôn, cái cơ thể nó giống như con tắc kè, nó sẽ thay đổi được màu sắc mọi người nha. Đó. Nhưng mà khi bỏ qua cái hồ khác nó lại lên màu. Đó. Thì đó là đặc tính con hổ nha. Ví dụ như anh em chúng ta thấy một cái cửa hàng nào đó đăng lên một cái bầy hổ màu rất đẹp, màu vàng ươm luôn. Nhưng mà khi mà mình lụm về nhà rồi mình bỏ vô trong hồ của mình á thì mình thấy nó đen thùi lùi à. Cái đó không phải là do cửa hàng lừa mình đâu, mà là do đặc tính của con cá hổ nha. Bỏ qua cái vấn đề là cửa hàng lừa thiệt nha. Cái này em nói là cửa hàng không có lừa, mà do là mình không biết về đặc tính của cá hổ mà mình thả vô trong hồ mình. Có thể lúc mới thả vô nó hực màu lên, thì do thay đổi môi trường nó sẽ hực cái màu lên. Cái thứ hai là cái môi trường đó con cá hổ nó thích và nó sừng lên, nó lên màu đó, nhưng mà lúc sau nó sẽ không lên màu nữa đó, rồi lâu lâu nó lên một lần. Thì đó là con cá hổ đó không phải là con hổ nó không có sọc, hay là con cá hổ là con hổ đen đó, mà là con hổ nó chưa lên màu. Chơi cá hổ là một cái gì đó gọi là rất là nghệ thuật, và người chơi cá hổ mà làm cho cá hổ lên màu được hết trong thời gian dài nha, thì nó là một cái gì đó rất là đòi hỏi mình phải có kinh nghiệm và trải nghiệm mọi người ha. Đó thì mỗi con, ví dụ như trong hồ này hồ đen đi, nó không lên màu, mà bỏ qua cái hồ trắng là lên đó. Nó rất là nhiều cái vấn đề như vậy nha. Cũng cái hồ trong nhà mình, nhưng mà bỏ qua cái hồ này lên, bỏ qua hồ kia lên, nó lên là vì pH thích hợp nè, rồi vì có nhiều con cá là nó đen đen như vậy, chúng ta bỏ con cá bự vô để cho con cá bự đó nó kiểu như là nó nhìn con cá hổ nó nhìn nó sợ đó, nó sợ con cá kia thì nó sẽ sừng màu lên để tự vệ. Con cá nó sẽ sừng cái kỳ lên, dựng màu lên để cho nó tự vệ, giống như là mà chúng ta thấy con gà hay là con cá ly thia, cá sim gì đó, khi mà chúng ta cho hai con nó cạch nhau thì nó sẽ sừng lên, nó dựng body lên, nó dựng mang, dựng phùng ra hết để cho nó, sư tử cũng vậy đó, nó phun ra để cho nó chấn áp cái con kia. Nó về mặt hình thức thì con cá hổ cũng vậy, khi mà chúng ta cho một cái mối nguy hại, một cái sự sợ hãi nó vô, nó sẽ sừng màu lên để cho nó tự vệ, để cho con cá kia nó sẽ sợ. Thì đó là một cái đặc tính của cá hổ nha. Và mình chơi cá hổ là mình phải biết được cái chuyện đó, chứ nếu không mà chúng ta nhận con cá hổ về thấy nó đen thù lùi đó, ủa sao gửi lộn cá cho mình hay các thứ gì đó, không phải mọi người nha. Trừ những trường hợp là cố tình gửi lộn thiệt. Còn đa số là những con cá hổ mà chúng ta về, có những người là ở cửa hàng con hổ đang đen, đem về nhà mình nó hực màu lên cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà cá hổ là một cái con thay đổi được màu sắc. Ok, thì clip này sẽ chia sẻ với chúng ta những vấn đề như vậy thôi.
anh em mà chúng ta cần làm clip về cái vấn đề gì, chúng ta cứ comment bình luận bên dưới, em sẽ chia sẻ cùng chúng ta ha, anh em cùng thảo luận cho đoạn hỏi lẫn nhau mọi người nha. Ok.